Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái bánh gói nè. Thì mình chuẩn bị khoảng 50g lá dứa. Lá dứa thì các bạn chọn cái lá dứa già, mình cắt nhỏ rồi mình cho vô cối sinh tố, cho nước vô, mình sẽ xay cho nó nhuyễn. Xay xong các bạn sẽ lọc hết cái phần xác lá dứa mình bỏ đi. Mình sẽ lấy cái nước đây rất là đậm màu. Và mình chuẩn bị tiếp là 150g bột gạo. Bột gạo thì một chén lưng lưng, các bạn có thể chọn cái loại nhuyễn hay to đều được hết. 20g bột năng, một muỗng canh dung. Rồi mình sẽ cho hết một chén bột gạo vô trong cái thau nè. Bột năng thì các bạn sẽ lường bằng cái muỗng nè. Mình lường vậy để cho các bạn dễ nhìn, khỏi cần phải cân á. Một muỗng canh dung. Cho vào đây một chút xíu muối. Một muỗng canh dung đường khoảng 10g. 300ml nước lá dứa hồi nãy mình xay nè các bạn. Mình sẽ lọc lấy cái nước mà nó thật là đậm màu á, rồi mình khuấy cho nó tan. Cái lá dứa này á, mình chọn cái lá dứa già. Khi mà bột nó tan đều, mình sẽ để đây cho nó nghỉ 15 phút. Trong lúc đó thì mình chuẩn bị 50g đậu xanh, các bạn sẽ nấu cho thật là mềm. Cái phần đậu xanh này thì nhiều video mình đã làm nhân rồi. Đậu xanh mềm thì các bạn sẽ đi chuẩn bị cái lá chuối. Lá chuối này thì là lá chuối sim á các bạn. Mình sẽ xé một miếng, vậy là khoảng chừng một bàn tay của mình nè. Chiều dài khoảng một bàn tay. Thì các bạn xé cho nó rộng thì mình làm bánh lớn, còn xé nhỏ nhỏ thì làm bánh nhỏ thôi. Cũng dễ, không quá khó. Xé xong hết mình sẽ lau cho nó sạch cái phần phấn ở trên lá chuối nè. Quay trở lại bột thì được rồi các bạn, mình sẽ cho vô trong cái chảo chống dính, bắt lên bếp để mình sẽ lấy chùm bột. Các bạn để lửa nhỏ và mình khuấy liên tục. Khuấy đều thì bột nó không bị cháy dưới cái đít chảo. Khuấy một hồi thì bột nó sẽ đặc sệt lại. Lúc này nếu các bạn không quen tay có thể tắt bếp và khuấy. Còn nếu không thì mình để lửa nhỏ. Mình khuấy cho nó sệt lại luôn. Rồi bột của mình như vậy là được rồi, nửa chín nửa sống. Mình sẽ tắt bếp, mình thấy nó có cái dạng trong trong vậy là được rồi nè các bạn. Thoa dầu ăn lên trên cái sửng này để chống dính cho bột. Mình sẽ cho toàn bộ cái phần bột mình lấy chùm ra đây. Thơm mùi lá dứa lắm luôn. Các bạn sẽ dùng cái cây phết bột này nè. Mình sẽ trộn đều. Trộn cho nó dẻo lại thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy lá chuối, mình thoa một ít dầu ăn lên trên cái bao tay đó. Để mình lấy cái bột. Bột lúc này nó cũng còn ấm ấm, không có nóng quá. Các bạn dàn bột đều một lớp mỏng vậy nè, cho nó đều. Cái phần bột này nếu như các bạn muốn cho nó đẹp á, thì mình lấy trùng nó còn ướt, còn cái phần nước thì khi mà hấp ra nó đẹp hơn. Nhưng mà mình làm vậy thì nó dễ hơn. Cho cái phần nhân đậu xanh lên đây. Cái phần nào còn thiếu thì mình sẽ lấy bột thêm để cho cái bánh nó vuông vức, nó đẹp hơn. Mình lấy chùm cho nó chín vậy thì cái bột của mình nó không bị chảy á, mình làm nó nhanh và dễ nữa. Và gói hai cái đầu lá chuối lại. Mình sẽ túm lại. Bột không chảy nữa đâu các bạn, nên mình cứ túm bình thường thôi à, không cần phải kín. Như vậy là mình đã làm xong một cái bánh gói rồi nè. Mình được 5 cái bánh nha các bạn. 5 cái bánh lá dứa. Rồi các bạn sẽ cho vô trong cái sửng để mình hấp luôn. Với một chén bột gạo là mình làm được 5 cái bánh vậy nè, 50g đậu xanh. Cho lên bếp mình sẽ hấp. Các bạn bật lửa lớn, mình sẽ hấp 15 phút. Bột mình đã lấy chùm trước rồi nên cũng nhanh chín lắm. Trong lúc chờ chín bánh thì mình chuẩn bị một chén nước cốt dừa. Mình sẽ cho nước cốt dừa này vô nồi với một chén nước cốt dừa này là 200ml nha các bạn. Mình cho vào đây một muỗng cà phê bột gạo, một muỗng cà phê bột năng.
Rồi mình cho vào đây 2 muỗng canh đường, nước cốt dừa nó ngọt ngọt thì ăn nó ngon hơn. Mình sẽ dằn vô đây chút xíu muối để nước cốt dừa nó đậm đà, khuấy cho cái phần bột này nó tan đều vô nước cốt dừa để mình khuấy nó không bị óc trâu. Rồi bắt lên bếp để lửa nhỏ, mình cũng khuấy liên tục. Mình khuấy cái nước cốt dừa vậy nè các bạn, thì mình để nguội nó không bị chảy nước. Mình khuấy một hồi nó đặc sệt vậy là được rồi. Mình sẽ tắt bếp. Cái nồi bánh bây giờ cũng chín rồi, mình sẽ dỡ nó ra. Wow, bánh của mình nè các bạn, thơm lắm luôn. Lấy bánh ra thì bánh vẫn còn hơi ấm ấm, và dở ra thì nó thơm cái mùi lá dứa đặc trưng của cái bánh. Bánh này thì cũng có bạn yêu cầu mình làm nè. Đây cái bánh này các bạn có cái màu xanh lá dứa rất là đẹp nè. Mình sẽ cho nó ra dĩa. Hai cái bánh ăn với nước cốt dừa và một ít mè rang. Rồi mình sẽ chan nước cốt dừa lên đây. Nước cốt dừa của mình có cái dạng sền sệt rất là ngon luôn, không quá lỏng cũng không bị đặc, rất là dừa. Rồi bây giờ sẽ mời các bạn thưởng thức cái món bánh gói bột gạo hương lá dứa, có cái phần nhân đậu xanh nữa. Đậu xanh này hồi nãy mình có cho vô một muỗng đường nên đậu xanh nó cũng có cái vị ngọt. Thì mình ăn cái bánh này á, có độ ngọt, độ béo thì nó ngon hơn. Đây, cái bánh lá dứa nè, màu lá dứa đặc trưng. Cái phần bột có cái độ béo nước cốt dừa, mềm mềm, dẻo dẻo, không bị cứng nha các bạn. Rất là ngon luôn. Cái bánh lá dứa thơm mùi lá dứa. Và qua video này, nếu các bạn có thích video của mình thì vui lòng đăng ký kênh, ủng hộ mình, chia sẻ video, giúp mình được 100.000 lượt đăng ký nha các bạn. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.